về các phương Nam, Tây, Bắc và bốn phương phụ, phương trên, phương dưới cũng đều như vậy. Vì thế nên xưng hiệu Phật là Thế Gian Giải. Lại nữa, thế gian là hết thảy phàm phu, giải là rõ biết nhân quả thiện ác của phàm phu. Đó không phải là chỗ biết của thanh văn duyên giác, chỉ Phật mới có thể rõ biết. Vì thế nên xưng hiệu Phật là Thế Gian Giải. Lại nữa, thế gian là hoa sen, giải là không bị nhiễm ô. Thiện nam tử, đó gọi là nghĩa thế gian. Hoa sen tức là Như Lai không bị nhiễm ô, là Như Lai chẳng bị tám pháp của thế gian làm nhiễm ô. Vì thế nên xưng hiệu Phật là Thế Gian Giải. Lại nữa, Thế Gian Giải là tên gọi của chư Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát thấy rõ thế gian nên gọi là Thế Gian Giải. Thiện nam tử, như nhân việc ăn uống mà có mạng sống nên gọi việc ăn uống là mạng sống. Chư Phật Bồ Tát cũng vậy, thấy rõ thế gian nên gọi là Thế Gian Giải. Vì sao gọi là vô thượng sĩ? Thượng sĩ là dứt trừ, không có chỗ dứt trừ, gọi là vô thượng sĩ. Chư Phật Thế Tôn không có phiền não nên không có chỗ dứt trừ. Vì thế nên xưng hiệu Phật là vô thượng sĩ. Lại nữa, thượng sĩ là tranh giành kiện tụng, vô thượng sĩ là không có tranh giành kiện tụng. Như Lai không có tranh giành kiện tụng, vì thế nên xưng hiệu Phật là vô thượng sĩ. Lại nữa, thượng sĩ là lời nói có thể hoại mất, vô thượng sĩ là lời nói không thể hoại mất. Lời nói của Như Lai hết thảy chúng sanh đều không thể phá hoại, vì thế nên xưng hiệu Phật là vô thượng sĩ. Lại nữa, thượng sĩ là bậc đứng trên người khác, vô thượng sĩ là không có ai đứng trên. Ba đời chư Phật rốt cùng không có ai vượt hơn được, vì thế nên xưng hiệu Phật là vô thượng sĩ. Thượng là mới, sĩ là cũ, chư Phật Thế Tôn thể nghiệm đại niết bàn không mới không cũ. Vì thế nên xưng hiệu Phật là vô thượng sĩ. Vì sao gọi là điều ngự trượng phu? Tự mình là trượng phu lại điều ngự các trượng phu khác. Thiện nam tử, nói là Như Lai thật chẳng phải trượng phu cũng chẳng phải không trượng phu. Nhân việc điều phục trượng phu nên xưng Như Lai là trượng phu. Thiện nam tử, hết thảy kẻ nam người nữ, nếu ai có đủ pháp thì được gọi là trượng phu. Những gì là bốn pháp? Một là gần gũi bậc thiện tri thức, hai là có thể nghe pháp, ba là suy xét ý nghĩa, bốn là y theo lời dạy mà tu hành. Thiện nam tử, cho dù là nam hay nữ, có đủ bốn pháp ấy thì gọi là trượng phu. Thiện nam tử, nếu là nam tử mà không đủ bốn pháp ấy thì chẳng được gọi là trượng phu. Vì sao vậy? Tuy mang thân trượng phu nhưng chỗ làm cũng đồng như loài súc sanh. Như Lai điều phục hết thảy nam nữ, cho nên xưng hiệu Phật là điều ngự trượng phu. Lại nữa, thiện nam tử, như việc cưỡi ngựa thường có bốn cách: một là chạm vào lông, hai là chạm vào da, ba là chạm vào thịt, bốn là chạm vào xương. Tùy theo chỗ chạm vào mà ngựa tuân theo ý người cưỡi. Như Lai cũng thế, dùng bốn phép mà điều phục chúng sanh. Một là giảng pháp ra, khiến họ nhận nghe lời Phật, như người cưỡi ngựa chạm vào lông ngựa khiến con ngựa tuân theo ý. Hai là giảng pháp sanh ra và già yếu, chúng sanh liền nhận nghe lời Phật, như người cưỡi ngựa chạm vào lông và da ngựa khiến con ngựa tuân theo ý. Ba là giảng pháp sanh ra, già yếu và bệnh tật, chúng sanh liền nhận nghe lời Phật, như người cưỡi ngựa chạm vào lông da và thịt ngựa khiến con người tuân theo ý. Khiến con ngựa tuân theo ý. Bốn là giảng pháp sanh ra, già yếu, bệnh tật và chết đi, chúng sanh liền nhận nghe lời Phật, như người cưỡi ngựa chạm vào lông da, thịt và xương ngựa khiến con ngựa tuân theo ý. Thiện nam tử, người cưỡi ngựa điều khiển ngựa không chắc chắn có kết quả. Thế Tôn điều phục chúng sanh thì chắc chắn không sai dối. Vì thế nên xưng hiệu Phật là điều ngự trượng phu. Vì sao gọi là thiên nhân sư? Thầy dạy có hai hạng: một là thầy dạy việc lành, hai là thầy dạy việc ác. Chư Phật Bồ Tát thường dùng pháp lành dạy bảo chúng sanh. Những gì là pháp lành? Đó là nói thân miệng ý đều lành. Chư Phật Bồ Tát dạy bảo chúng sinh rằng: thiện nam tử, các người nên lìa xa nghiệp bất thiện của thân. Vì sao vậy? Vì ác nghiệp của thân thật có thể lìa xa, nhờ đó được giải thoát. Vì thế nên ta dùng pháp ấy để dạy bảo các người. Nếu như ác nghiệp không lìa xa
mà có thể được giải thoát thì ta chẳng bao giờ dạy các người phải lìa xa. Nếu chúng sanh đã lìa xa ác nghiệp mà đọa vào ba đường ác, đó là chuyện vô lý. Nhờ lìa xa ác nghiệp mà thành tựu A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được Đại Niết Bàn. Vì thế nên chư Phật Bồ Tát thường đem pháp ấy mà giáo hóa chúng sanh, về miệng và ý cũng là như vậy. Cho nên tôn xưng Phật là bậc thầy cao quý nhất. Lại nữa, thuở trước ta chưa thành đạo, hiện nay đã thành đạo rồi. Ta đem chỗ thành tựu đạo ấy vì chúng sanh mà thuyết giảng, thuở trước chưa tu hạnh thành tịnh, hiện nay đã tu hành thành tựu, liền đem chỗ tu hành của mình mà thuyết giảng với chúng sanh. Tự mình phá tan vô minh, lại vì chúng sinh mà phá tan màn vô minh cho họ. Tự mình được mắt trong sạch, lại vì chúng sanh phá trừ sự mù lòa khiến họ được con mắt trong sạch. Tự mình rõ biết hai lẽ chân thật, lại vì chúng sanh mà thuyết giảng hai lẽ chân thật ấy. Tự mình đạt được giải thoát, lại vì chúng sanh mà thuyết giảng pháp giải thoát. Tự mình vượt qua dòng sông lớn sanh tử không bờ bến, lại làm cho hết thảy chúng sanh cũng đều vượt qua được. Tự mình đạt được đức không sợ sệt, lại giáo hóa chúng sanh khiến họ không còn sợ sệt. Tự mình niết bàn, lại vì chúng sanh thuyết diễn đại niết bàn. Vì thế nên tôn xưng Phật là bậc thầy cao quý nhất. Thiên đó là ban ngày, ở cõi trời ngày dài đêm ngắn, vì thế nên gọi là thiên. Lại nữa, thiên là không sầu não, thường thụ hưởng khoái lạc, vì thế nên gọi là thiên. Lại nữa, thiên là đèn sáng, phá được sự tối tăm u ám làm cho sáng rõ, vì thế nên gọi là thiên. Lại cũng phá được sự tối tăm của nghiệp xấu ác mà được nghiệp lành sanh lên cõi trời, vì thế nên gọi là thiên. Lại nữa, thiên là tốt lành, nhờ tốt lành nên được gọi là thiên. Lại nữa, thiên là mặt trời, bởi có ánh sáng nên gọi là thiên. Vì những nghĩa như vậy nên gọi là thiên. Nhân là có thể suy xét nhiều ý nghĩa. Lại nữa, nhân là thân và miệng đều nhu nhuyễn. Lại nữa, nhân là nói hết sự kiêu mạn, lại cũng có thể phá trừ kiêu mạn. Thiện nam tử tuy Phật là bậc thầy dạy cao quý nhất của tất cả chúng sanh, nhưng trong kinh gọi là bậc thiên nhân sư. Vì sao vậy? Thiện nam tử, trong các loài chúng sanh duy chỉ có chư thiên và nhân loại là có thể phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có thể tu 10 nghiệp lành, có thể chứng đắc các đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Phật Bích Chi và quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì thế nên xưng hiệu Phật là Thiên Nhân Sư. Vì sao gọi là Phật? Phật là tỉnh giác rõ biết, tự mình đã tỉnh giác rõ biết, lại có thể giúp cho kẻ khác tỉnh giác rõ biết. Thiện nam tử, ví như có người tỉnh giác rõ biết có kẻ trộm, thì kẻ trộm ấy không thể làm gì được. Bồ Tát Ma Ha Tát có thể tỉnh giác rõ biết hết thảy vô lượng phiền não. Khi đã rõ biết rồi, khiến cho các phiền não không thể làm gì được. Vì thế nên gọi là Phật, vì đã tỉnh giác rõ biết nên không còn sanh già bệnh chết, do đó gọi là Phật. Sao gọi là Bà Già Bà? Bà già là phá trừ, bà là phiền não. Vì phá trừ phiền não nên gọi là Bà Già Bà. Lại vì có thể thành tựu được các thiện pháp, lại vì có thể giảng rõ ý nghĩa các pháp, lại vì có công đức lớn không ai hơn được, lại vì có danh tiếng lớn truyền khắp mười phương, lại vì có thể ra ơn lớn bố thí đủ mọi thứ, lại vì trong vô lượng tầng kỳ kiếp đã trừ bỏ nữ căn. Vì các lẽ ấy nên tôn xưng hiệu Phật là Bà Già Bà. Thiện nam tử, dù là nam hay nữ mà có thể niệm tưởng đến Phật như thế, thì trong lúc đi đứng ngồi nằm ngày đêm sáng tối đều thường được thấy Phật Thế Tôn. Thiện nam tử, vì sao gọi là Như Lai? Ứng chánh biến chi cho đến Bà Già Bà có vô lượng công đức và danh xưng lớn như thế. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát từ vô lượng tầng kỳ kiếp đã từng cung kính cha mẹ hòa thượng, các bậc thầy thượng tọa trưởng lão, trong vô lượng kiếp thường vì chúng sanh mà thực hành bố thí, giữ bền giới cấm, tu tập nhẫn nhục, chuyên cần thực hành tinh tấn thiền định trí tuệ, đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Cho nên ngày nay mới được thân kim cang với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Lại nữa,
Từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Bồ Tát đã từng tu tập các pháp căn bản, tín, niệm, tinh tấn, định, huệ, cung kính, cúng dường các bậc sư trưởng, thường vì sự lợi ích trong chánh pháp, chẳng vì món lợi ăn uống. Bồ Tát nếu được gìn giữ 12 bộ kinh khi đọc tụng, vẫn thường vì chúng sanh mà khiến cho được giải thoát an ổn khoái lạc, chẳng bao giờ vì bản thân mình. Vì sao vậy? Bồ Tát thường tu tâm xuất thế gian cùng với các tâm xuất gia, tâm vô vi, không có tâm tranh tụng, không có tâm nhiễm bẩn, không có tâm trói buộc, không có tâm nắm giữ vững chắc, không có tâm che lấp, không có tâm đắm chấp lẽ không, không có tâm sanh tử, không có tâm nghi ngờ, không có tâm tham dục, không có tâm sân khỏe, không có tâm ngu si, không có tâm kiêu mạn, không có tâm uế trược, không có tâm phiền não, không có tâm khổ. Đầy đủ các tâm vô lượng, tâm quảng đại, tâm hư không, tâm không, tâm không có tâm không, không có tâm không điều phục, không có tâm không phòng hộ, không có tâm không che giấu, không có tâm thế gian. Đầy đủ các tâm thường định, tâm thường tu, tâm thường giải thoát, tâm không báo trả, tâm không mong cầu, tâm nguyện lành, tâm không nhầm lẫn, tâm nhu nhuyễn, tâm không trụ, tâm tự tại, tâm vô lậu, tâm đệ nhất nghĩa, tâm chẳng thối lui, tâm vô thường, tâm chánh trực, tâm không định hót, tâm thuần thiện, không có tâm phân biệt nhiều ít, không có tâm ương ngạnh, không có tâm phàm phu, không có tâm thanh văn, không có tâm duyên giác, chỉ có những tâm khéo rõ biết, tâm rõ biết giới, tâm rõ biết giới sanh ra, tâm rõ biết sự trụ yên nơi giới, rõ biết sự không trói buộc vào giới, tâm rõ biết sự không trói buộc vào giới. Vì những lẽ ấy nên ngày nay được 10 sức, 4 đức chẳng sợ, đại bi, 3 niệm xứ thường lạc ngã tịnh, cho nên được tôn xưng là Như Lai cho đến Bà Già Bà, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát niệm Phật. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát niệm Pháp? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát suy xét chỗ thuyết pháp của chư Phật là mầu nhiệm nhất, cao cả nhất, do nơi pháp ấy có thể khiến chúng sanh được hưởng quả trong hiện tại. Chỉ riêng chánh pháp ấy không có thời tiết là chỗ thấy của con mắt pháp, chứ chẳng phải mắt thường, không thể dùng các thí dụ mà so sánh, không sanh ra, không xuất hiện, không trụ, không diệt, không khởi đầu, không kết thúc, vô vi vô số. Vì kẻ không nhà mà tạo nên nhà cửa, vì kẻ không có chỗ nương về mà tạo ra chỗ nương về, vì kẻ không có ánh sáng mà tạo ra ánh sáng, vì kẻ chưa đến được bờ bên kia mà khiến chợt đến được bờ bên kia, vì chỗ không có hương thơm mà tạo ra hương thơm vô ngại, ở chỗ không thể trông thấy mà trông thấy rõ ràng, không động chuyển, không giải ngắn, mãi mãi dứt trừ các thú vui mà được niềm vui an ổn, rốt ráo, nhiệm màu. Chẳng phải sắc hay dứt trừ sắc nhưng cũng là sắc, cho đến chẳng phải thức hay dứt trừ thức nhưng cũng là thức, chẳng phải nghiệp hay dứt trừ nghiệp, chẳng phải gút mắc hay dứt trừ gút mắc, chẳng phải vật hay dứt trừ vật nhưng cũng là vật, chẳng phải giới hay dứt trừ giới nhưng cũng là giới, chẳng phải hiện hữu hay dứt trừ hiện hữu nhưng thật hiện hữu, chẳng phải nhập hay dứt trừ nhập nhưng cũng là nhập, chẳng phải nhân hay dứt trừ nhân nhưng cũng là nhân, chẳng phải quả hay dứt trừ quả nhưng cũng là quả, chẳng phải hư chẳng phải thật, dứt trừ hết thảy chỗ thật nhưng cũng là thật, chẳng phải sanh chẳng phải diệt, mãi mãi dứt trừ sanh diệt nhưng cũng là diệt, chẳng phải tướng chẳng phải không tướng, dứt trừ hết thảy tướng nhưng cũng là tướng, chẳng phải dạy bảo chẳng phải không dạy bảo nhưng cũng là bậc thầy, chẳng phải sợ sệt chẳng phải an ổn, thường dứt trừ hết thảy sự sợ sệt nhưng cũng là an ổn, chẳng phải nhẫn chẳng phải không nhẫn, thường dứt trừ mãi mãi sự không nhẫn nhưng cũng là nhẫn, chẳng phải dừng chẳng phải không dừng, thường dứt trừ hết thảy sự dừng lắng nhưng cũng là dừng, hết thảy chỗ cùng tột của pháp đều có thể dứt trừ mãi mãi, hết thảy phiền não đều thanh tịnh, không tướng trạng, mãi mãi thoát khỏi các tướng trạng, là chỗ an trụ rốt ráo cho vô lượng chúng sanh, có thể diệt trừ hết thảy những ngọn lửa sanh tử mãnh liệt, chính thật là chỗ chư Phật dạo chơi dừng bước thường không biến đổi, đó gọi là Bồ Tát niệm pháp.
Thế nào là niệm tăng? Chư Phật và các vị thánh tăng y theo chánh pháp mà an trụ, nhận giữ chánh pháp, tùy thuận tu hành, không thể nhìn thấy, không thể nắm giữ, không thể phá hoại, không thể nhiễu hại, không thể nghĩ bàn, là dụng phước tốt đẹp của hết thảy chúng sanh. Tuy là dụng phước nhưng không thọ nhận, không nắm giữ, thanh tịnh, không cấu uế, vô lậu vô vi, rộng khắp vô cùng, tâm điều hòa nhu nhuyễn, bình đẳng, không phân biệt, không rối ren hỗn loạn, thường không biến đổi, đó gọi là niệm tăng. Thế nào là niệm giới? Bồ Tát suy xét thấy rằng thật có giới luật, không phá giới, không sơ suất đối với giới, không hoại mất giới, không làm tổn hỗn tạp giới. Tuy giới không hình sắc nhưng có thể hộ trì, tuy không thể xúc chạm đối đãi nhưng khéo tu phương tiện có thể được chọn đủ, không lỗi lầm, chư Phật Bồ Tát thường khen ngợi. Đó là nhân của kinh Đại Phương Đẳng Đại Niết Bàn này. Thiện nam tử, Bồ Tát xem giới luật ví như mặt đất lớn, tàu thuyền vòng chuỗi, muôn dân biển cả, nước cho nhà cửa, đao kiếm, cầu cống, thầy thuốc, thuốc hay, thuốc a già đà, ngọc báu như ý, chân mắt, cha mẹ, bóng mát, không ai cướp lấy, không thể nhiễu hại, lửa không thể đốt cháy, nước không thể làm trôi, là nước thang để bước lên núi lớn, là cây cờ báu nhiệm màu của chư Phật Bồ Tát. Nếu trụ ở giới luật này thì chứng được quả tu đà hoàn, ta cũng có phần nhưng không cần đến. Vì sao vậy? Nếu ta được quả tư đà hoàn ấy thì không thể rộng độ hết thảy chúng sanh. Nếu ai trụ ở giới này thì đạt được quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ta cũng có phần và đó là chỗ mong muốn của ta. Vì sao vậy? Nếu đạt được quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ta sẽ vì chúng sanh mà rộng thuyết pháp nhiệm màu để cứu vớt, bảo hộ. Đó gọi là Bồ Tát Maha Tát niệm giới. Thế nào là niệm thí? Bồ Tát Maha Tát quán xét sâu xa rằng việc bố thí chính là nhân của quả A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chư Phật Bồ Tát đều thân cận tu tập hạnh bố thí như vậy, ta cũng thân cận tu tập hạnh bố thí như vậy. Nếu không mở rộng lòng bố thí thì không thể trang nghiêm cho bốn bộ chúng. Bố thí tuy rốt ráo không thể dứt trừ mọi sự trói buộc nhưng có thể phá trừ những phiền não trong hiện tại. Do nhân duyên bố thí nên thường được sự ngợi khen, xưng tụng của chúng sinh ở vô số thế giới trong mười phương, nhiều như số cát sông Hằng. Bồ Tát Maha Tát khi bố thí món ăn cho chúng sanh, sẵn sàng thí cả thân mạng. Do quả báo của việc bố thí nên khi thành Phật thường không biến đổi. Do việc bố thí sự vui mừng nên khi thành Phật thường được an vui. Bồ Tát khi bố thí luôn cầu tài vật đúng theo như pháp, chẳng lấy của người kia mà thí cho người này. Vì thế nên khi thành Phật được niết bàn thanh tịnh. Bồ Tát khi bố thí luôn khiến chúng sanh chẳng cầu mà được, nên khi thành Phật được chân ngã tự tại. Do nhân duyên bố thí khiến cho người khác được sức 10 lực, nên khi thành Phật liền được 10 sức. Do nhân duyên bố thí khiến cho kẻ khác được nói, nên khi thành Phật được bốn pháp không ngăn ngại. Chư Phật và Bồ Tát tu tập hạnh bố thí này làm nhân niết bàn, ta cũng tu tập hạnh bố thí như vậy làm nhân niết bàn. Giảng rộng ra thì cũng như trong kinh Tạp Hòa đã nói. Thế nào là niệm cõi trời? Bồ Tát thường nghĩ rằng có các cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Nếu có đức tin thì được sanh ở cõi trời tứ thiên vương, ta cũng có phần. Nếu có trì giới đa văn, bố thí trí tuệ thì được sanh ở từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng có phần, nhưng đó không phải những chỗ mong muốn của ta. Vì sao vậy? Từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng đều là vô thường. Vì là vô thường nên phải chịu sanh già bệnh chết. Vì nghĩa ấy nên ta không mong muốn. Ví như trò ảo hóa chỉ có thể dối gạt người ngu si, chẳng phải chỗ mê chấp của người có trí tuệ. Nói như trò ảo hóa, đó là từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng. Nói người ngu, đó là hết thảy những kẻ phàm phu. Ta không đồng với những kẻ phàm phu ngu si. Ta từng nghe có cõi trời đệ nhất nghĩa, đó là nói chư Phật Bồ Tát thường tồn không biến đổi. Vì là thường tồn nên không có sanh già bệnh chết. Ta vì chúng sanh mà tinh cần cầu được cõi trời đệ nhất nghĩa.
Vì sao vậy? Cõi trời đệ nhất nghĩa có thể khiến chúng sanh dứt trừ phiền não, cũng như cây như ý. Nếu ta có đức tin, cho đến có trí huệ, ắt sẽ có thể đạt được cõi trời đệ nhất nghĩa ấy. Sẽ vì chúng sanh mà phân biệt giảng rộng về cõi trời đệ nhất nghĩa, đó gọi là Bồ Tát Maha Tát, niệm cõi trời. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát chẳng phải thế gian, đó là chỗ mà thế gian không biết, không thấy, không hiểu, như là chỗ thấy biết hiểu rõ của Bồ Tát.